Các vị chủ trần trong giáo hội, nhiều người đã lên tiếng và thắc mắc không hiểu thế giới ngày nay. Khi họ xa rời Thiên Chúa và họ cuốn sâu vào những điều mê mẩn của thế gian mà chủ của nó chính là Satan, thì con người dường như mất đi mọi định hướng. Con người cho phép giết chính sinh linh và đồng loại của mình là phá thai. Và con người đồng ý cho vấn đề kết hôn đồng tính và dẫn đến trong tương lai xa gần thì con người hẳn nhiên sẽ đi vào con đường diệt vong, bởi không còn sinh sôi nảy nở. Như trong Kinh Thánh, Thiên Chúa mời gọi con người hãy sinh sôi nảy nở và sống bảo vệ hành tinh này. Nhìn vào lịch sử Kinh Thánh, con người sẽ đi đến diệt vong khi con người đi ngược lại đường lối của Thiên Chúa. Những câu chuyện mà lịch sử Kinh Thánh vẫn còn hiển hiện ở đó bằng giấy trắng mực đen, đó là những bài học mà con người được nhắc nhở để biết sống làm sao theo đúng đường lối của Thiên Chúa, thì con người sẽ được bình an vô sự và giàu có thịnh vượng. Nhìn vào thế giới hiện tại, những biến động về kinh tế, những biến động về chiến tranh, khí hậu, lũ lụt, hạn hán khắp nơi, đó là những dấu hiệu cảnh báo mà con người đang đi xa đà và xa rời đường lối của Thiên Chúa, và thậm chí ở nhiều nơi họ bây giờ chối bỏ Thiên Chúa và thờ cả Satan. Các đức giám mục ở California, các ngài đã lên tiếng những điều không ngờ và con người không thể nào hình dung được điều này, và họ lại đang bàn thảo và có thể cho phép ở tại Cali nói riêng. Các đức giám mục phản đối ủ xác người để làm phân bón. Các đức cha ở Cali phản đối dự luật được thống đốc của bang Cali Gavin Newsom đã ký vào ngày 19 tháng 9 vừa qua. Theo đó, bắt đầu kể từ năm 2027 thì người dân Cali sẽ có thể chọn việc ủ phân từ xác người như là một phương án chôn cất thay thế. Quá trình ủ phân từ xác người được thực hiện bằng cách đặt xác người trong một thùng chứa có thể tái sử dụng, chứa đầy vật liệu phân hủy sinh học. Cơ thể sau đó phân hủy tự nhiên trong khoảng thời gian từ 30 cho đến 45 ngày, tạo ra một loại đất giàu chất dinh dưỡng có thể được trao cho những người thân yêu hoặc là tặng cho đất bảo tồn. Những người ủng hộ nói rằng toàn bộ quá trình này ít gây hại cho môi trường hơn so với các phương pháp chôn cất khác như hỏa táng hoặc chôn cất quan tài truyền thống, thường sử dụng hóa chất chất ướp xác và quan tài không phân hủy. Với dự luật vừa được thống đốc của bang Gavin Newsom ký bắt đầu kể từ năm 2027 thì người dân Cali sẽ có thể chọn việc này như là một phương án chôn cất thay thế. Trong một hội nghị công giáo ở Cali, các đức giám mục lên tiếng phản đối dự luật này. Theo bà Kathleen, giám đốc điều hành của hội nghị, việc sử dụng phương pháp này chỉ dành cho động vật, nếu áp dụng cho người sẽ tạo ra sự xa cách và tinh thần, cảm xúc và tâm lý đối với người đã khuất. Ngoài ra, quá trình này biến thân xác con người trở thành một loại hàng hóa dùng một lần. Ma quỷ luôn muốn biến con người trở thành những kẻ xấu xa nhất và phá hủy con người chính là hình ảnh của Thiên Chúa, và chúng không muốn để con người giống như Thiên Chúa. Vốn dĩ Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Giáo hội Công giáo chưa có giáo huấn chính thức về việc ủ xác người, nhưng đã cân nhắc trong nhiều năm về thực hành hỏa táng. Ngày 25 tháng 10, 2016, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố huấn thị Ad Estegendum Cum Risto để sống lại với Đức Kitô, tuyên bố rằng mặc dù hỏa táng không bị cấm, nhưng giáo hội tiếp tục ưa chuộng việc chôn cất thi hài bởi vì điều này thể hiện lòng kính trọng hơn đối với người đã khuất. Trong đoạn 5, huấn thị khẳng định rằng cho cốt của người đã khuất phải được giữ ở một nơi thánh, nghĩa là tại nghĩa trang hoặc trong một thánh đường hay là một khu vực được thiết định với mục đích ấy theo quy định của nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội. Bộ Giáo lý Đức tin giải thích rằng việc chôn cất thi hài các tín hữu giáo hội xác quyết về niềm tin vào sự sống lại của thân xác, và đồng thời cũng cho thấy phẩm giá cao quý của thân xác con người, một thành phẩm thiết yếu làm nên căn tính của một con người vốn dĩ mà Thiên Chúa đã tạo dựng cả xác cả hồn của mỗi người chúng ta. Do anh
môn đệ Chúa yêu. Đánh bắt trên sông Phong Ba một thời, chợt nghe Giêsu tình yêu cứu thế, cất bước theo người trên lối yêu thương. Hỡi Gioan môn đệ Chúa yêu, ném sát bên tim Giêsu thầy mình, vượt qua cạn về đồi cao hiến tế, chúng ta trung thành yêu mến khôn cùng. Gioan tông đồ nhiệt tâm trong trắng tình yêu sát son, mến Chúa hết tình, con báo tin mừng đi khắp muôn phương gieo vang tình thương, nói gương tông đồ đoàn con nay đến hợp chung tiếng ca. Trên sông Phong Ba một thời, chợt nghe Giêsu tình yêu cứu thế, cất bước theo người trên lối yêu thương. Hỡi Gioan môn đệ Chúa yêu, nép sát bên tim Giêsu thầy mình, vượt qua cạn về đồi cao hiến tế, chúng ta trung thành yêu mến khôn cùng. Gioan tông đồ nhiệt tâm trong trắng tình yêu sắt son, mến Chúa hết tình, đoàn báo tin mừng đi khắp muôn phương gieo vang tình thương, nói gương tông đồ đoàn con nay đến hợp chung tiếng ca. Chào mọi người, nói gương tông đồ, đoàn con nay đến hợp chung tiếng ca, quyết chí theo Ngài, yêu Chúa không thôi, loan báo tin vui đến cho mọi người.